Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nha Và bây giờ như đã hứa trong video trước thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một cái thông tin mới về uh, tình hình dịch bệnh Corona đang hoành hành trên nước Mỹ Wow Và trong video sau mình sẽ bàn thảo về một uh, tình hình kinh tế cho mọi người biết để đổi món cho mọi người Tại hôm gầy chúng ta đang quá chỉ nhiều bánh vẽ uh, stimulus check rồi uhm. Tại dĩ nhiên á, uh, là ai cũng biết là bây giờ nước Mỹ nó dịch bệnh nó đang bùng phát ở nước Mỹ đúng không à nước Mỹ đang bị dịch Corona hoành hành nhưng mà không có ai nói cho mọi người biết cái mức độ hoành hành nó như thế nào hết thì bây giờ trong video này mình sẽ nói cái này trước tiên là mình xin đính chính là mình không có hề muốn hù dọ hay là không dọ hay là làm cho mọi người kinh sợ gì đây hết Tại vì đơn giản là những số liệu này nó có sẵn trên mạng hết rồi mọi người tha hồ mà tìm Thứ hai đó là gì mình không nói chắc chắn cũng sẽ có một thí Một người nào đó nói ok <laughs> Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là gì? Mọi người phải nhận được thông tin từ mình thì mọi người mới biết được mà chuẩn bị đúng không? Nếu như mà không ai nói hết, mọi người cũng coi như là không có chuyện gì xảy ra hết, tức là mọi người sẽ bị nguy hiểm. Ok. Wow, cái như là bữa nay là nước Mỹ đã cán mốc một cái cục mốc mới ở trong cái kỷ lục đáng buồn của nước Mỹ đó là nước Mỹ đã ghi nhận cỡ 3.900 người chết vào ngày hôm nay vì dịch bệnh Corona. Wow. À. Và tính đến thời điểm này á thì nước Mỹ đã ghi nhận cỡ ba trăm mấy chục ngàn người chết vì bệnh corona. Wow. Uhm. Và cái nguy hiểm hơn nữa Đây là những con số hiện tại của ngày 31 tháng 12 năm 2020 Đấy không? Mà từ đây cho tới khi nào mà dịch bệnh nó hết nó Có thể gọi là kiểm soát Tức là khi mà đa số người dân Mỹ được chích vaccine á, Nó phải là hết năm 2021 Mình vừa nói là hết năm 2021 Là mọi người hãy nghĩ xem Cứ mỗi một ngày là nước Mỹ cứ cứ nhân, cứ cộng thêm 2-3 ngàn người uh... À, lên đường vì Corona thì mọi người nghĩ một tháng nó sẽ ra bao nhiêu người tháng là chắc chắn là phải cỡ 7-80 ngàn người một tháng mật nguyên một năm 2021 Nào, rồi cái đó chưa kể nó là gì dịch bệnh hiện giờ ở nước Mỹ đó, nó đang là cỡ 19 triệu ca mà mỗi một ngày á, là nước Mỹ tăng như bữa nay là tăng 201.000k Tức là mà trung bình là nước Mỹ ngày nào cũng tăng 200.000k hết Vậy mọi người cứ làm bài tón, tức là một tháng là tăng 6 triệu ca Đúng không ta? Ừ đúng rồi, bài toán của mình cũng khá là đơn giản phải không? Ngày tăng 200.000k thì một tháng là 6 triệu k Ủa tăng ghét là coi như nước Mỹ, cả nước Mỹ bị lây hết luôn á Ờ, hy vọng là mình làm toán sai ok ờ, cái, cái vụ này là tại vì à, nếu một tháng tăng 6 triệu ca tức là 10 tháng là 60 triệu người rồi oh my goodness chứ này là coi như chắc mai mốt phải trốn thôi chứ đó cái đó là những số liệu hiện hành nếu mà cũng chưa đủ sốc nữa đó nếu mà cũng chưa đủ sốc nữa Nếu mà mọi người giống chưa đủ sốc nữa thì ở bên California nè, ở bên Colorado nè đã ghi nhận được cái uh, cái chủng mới của dịch bệnh Corona mà nó đang hoành hành bên Anh đó. Hả không? Giống như mình nói trong những cái video mà có mấy ngày trước mình nói đó, đó là cái gì? Hôm bữa người ta phát hiện cái chủng mới dịch bệnh Corona ở bên Anh. Có sức uh, lây lan là mạnh gấp 70 lần cái loại chủng hiện giờ của virus Corona. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái lúc người ta bị đã phát hiện nó thì khi đó là các nước bắt đầu cấm du khách Anh đồ này kia nhưng mà cái gì lúc đó là cái lúc đã phát hiện nó còn trước đó bao nhiêu ngày tháng bao nhiêu tuần lúc mà cái chủng uh, dịch bệnh mới của cụ nè nó đã xuất hiện rồi nó, nó đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng á thì lúc đó chưa có ai phát hiện nó hết tức là gì những người đi dân người ta vẫn qua lại anh bình thường và những người khách của anh vẫn đi qua lại các nước bình thường thì dĩ nhiên á là nó sẽ lây lan tầm lâm thật ra là nó lây lan khắp nước mỹ rồi. Chẳng qua là gì người ta mới phát hiện ra ở California với Colorado mà thôi. Nhưng như mình đã nói rồi cái nguy hiểm của nó không phải là cái chủng của con virus đó. Cái nguy hiểm của nó là gì? Nó có thể lây lan rất là nhanh. Đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa với nó có thể làm cho số lượng người bệnh tăng lên rất là nhanh, có thể dễ dàng làm quá tải hệ thống bệnh viện. Mà hệ thống bệnh viện của Mỹ bây giờ nó là cơ bản đã quá tải rồi Mọi người hình dung những tiểu bang như bị nặng giống như là New Mexico, California, hay, không? hay bên Texas, hay bên New York, đồ này kia Hay bên Oregon, Washington, Arizona, đồ đó Là nguyên cái tiểu bang nó chỉ còn có vài chục cái, mỗi một tiểu bang nó chỉ còn có vài chục cái giường bệnh ICU hả Thấy không? Mà trong khi đó mỗi một ngày là Mọi người tính, cái nước Mỹ nó tăng cách 200 000 người một ngày nó nói cách khác nữa là gì? nó sẽ quá tải hệ thống bệnh viện thì khi đó những ai cần vô bệnh viện á, cái nguy hiểm là chỗ này nè nguy hiểm là chỗ này nè những người bệnh nào mà bị lây bệnh giờ cần vô bệnh viện á. thì trong trường hợp bình thường á, thì họ sẽ được cứu tại vì hiện giờ cũng có thuốc remdesivir mấy cái loại mà thuốc hỗn hợp rồi máy thở đồ là bình thường là trong trường hợp bình thường á nha là có thể cứu họ được với điều kiện là hệ thống bệnh viện không bị quá tải nhưng mà nếu mà hệ thống bệnh viện quá tải Tức là những cái người nào họ cần có máy thở Họ sẽ không có máy thở cho họ thở Tại vì không đủ máy thở Họ cần có cái giường ICU để mà trị cho Cái phòng hồi sức cấp cứu cho họ Để mà trị họ một cách đàng hoàng Thì cũng không có chỗ cho họ nữa Thì khi đó họ mới sẽ bị nguy hiểm mà người thấy cái sự nguy hiểm đó không à, Cái có nguy hiểm của nó là gì Là do cái hệ thống y tế nó bị quá tải Mà cái chủng mới virus đó, Thì nó lây lan quá trời nhanh đi Thành ra nó có thể làm dễ dàng quá tại hệ thống y tế, tại vì nó có thể mọi người cái tốc độ lây lan là tới năm bảy chục lần cái con chủng virus cũ, wow. Uhm. Nếu mà cũng chưa đủ sốc nữa, nếu mà mọi người cảm thấy vậy cũng chưa đủ sốc nữa thì mọi người mình sẽ cho mọi người thêm một liều thuốc sắt nữa. Đó là hiện giờ cái tốc độ chích vaccine ở trên nước Mỹ này thuộc dạng là siêu chậm, siêu 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 chậm. Tại vì sao? Hiện giờ đó là khi mà nói tới đây á. là có khá là nhiều người nói đã có vaccine rồi vâng à, vâng 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 thì dĩ nhiên đúng là có vaccine thì vaccine Pfizer vaccine mà đưa nè hay là bên Anh nó mới có vaccine của uh, AstraZeneca nữa vấn đề là gì nước Mỹ chết quá là chậm bên hao uh, ngay bên châu Âu được quá chậm kể như theo cái kế hoạch hiện giờ cái liều số lượng phân phối của vaccine hiện giờ là nó vào khoảng mười mấy hai chục triệu liều đi và dĩ nhiên nó cũng còn quá trời ít so với nguyên cái thành phần dân số nói chung rồi đó vấn đề là gì tính tới thời điểm này tính tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 tức là ngày cuối cùng của năm 2020 thì chỉ có được cỡ 2 triệu người Mỹ được chích vaccine thôi trong khi đó nó có hiện giờ nước Mỹ có cỡ mười mấy hai chục triệu liều mọi người thấy cái, cái cái sự chậm chạp ở đây chưa nếu mà đẩy như, đẩy nhanh tiến độ chút nữa là cỡ mười mấy hai chục triệu người được chích rồi đúng không thì coi như nó cũng đỡ đỡ đi còn này chỉ có hai triệu người chích trong khi dân số mỹ là gì ba trăm năm sáu chục triệu người gì đó tức là chỉ là chấm không chấm không không bảy phần trăm của toàn bộ dân số mỹ được chích vaccine thôi Wow, nếu mà tính toán theo thời gian coi các nhà chuyên gia khoa học người ta nói đó thì nếu mà chích với cái tốc độ này á là phải 10 năm nữa thì dân số thì cỡ khoảng 80% dân số Mỹ mới được chích vắc Tức là nếu mà chích tốc độ như bây giờ á, thì tới năm 2030 á thì mới có 80% dân số Mỹ được chích vắc xin à. Wow. Tức là trong trường hợp đó nhiều khi mà xui xui đó là mình như mọi người cũng nằm trong cái số mà 20% còn lại chưa được chích vắc đó. Ok <laughs> Wow Ai uh, mình cũng mình cùng với mọi người cần một liều thuốc giảm sốc ok. Ai à, uh... Nước Mỹ năm nay hình như là thích ăn ốc mọi người ơi ok. Bởi vậy làm việc gì nó cũng là snail space. Thôi <laughs> video nó dài mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người mướt một số thông tin thôi nên nhớ là mình không muốn mọi người sợ cái okay? mình muốn mọi người chuẩn biết để mà chuẩn bị thank you for watching bye bye now